Năm sao, cù nhất, thành Ringo, những giang hồ Sài Gòn cộng cán, rửa tay gác kiếm. Giới giang hồ Sài Gòn thường dùng cụm từ rửa tay gác kiếm để chỉ việc hoàn lương của những tay cộng cán, nhưng không phải cứ gác kiếm là đã hoàn lương. Muốn gọi là gác kiếm, phải từng là dân số má. Ba Gà, một tên trộm vặt tại khu chợ chiều quận 7, từng phải lĩnh án 2 năm tù, một hôm tuyên bố gác kiếm. Ngay trong bữa nhậu vui vẻ với các chiến hữu, tuyền là dân các ké, kỷ nhông, trộm làng, các xóm. Ba Gà bị một tay anh chị thứ thiện tát tay, chỉ và tuyên bố rửa tay gác kiếm. Mr. Đàn, tay anh chị nổi cộ một thời ở Phú Nhuận, không cho phép lợi dụng hai từ gác kiếm để chỉ việc thôi trộm gà bắt chó. Theo giới giang hồ, để gọi là hoàn lương thì trước đó gã giang hồ phải từng là nhân vật chẳng ai dám nhìn thẳng mặt và đàn em phải có số lượng đáng kể, không thể tuyên bố gác kiếm khi chỉ là tép rìu. Ở hẻm 195 Âu Dương Lân, có một tay xe ôm say rượu chuyên quậy hàng xóm, thường xuyên bị công an phường gọi lên giáo dục, răn đe. Gã nản quá, bèn tuyên bố gác kiếm. Một số tay cùng xóm vốn xuất thân từ hẻm Cứu Hỏa, đường Trần Hưng Đạo, khét tiếng giang hồ anh chị quận 1, nay mua nhà về xóm này, chẳng bao giờ coi gã sặt dẹo say rượu ấy là giang hồ, sao có chuyện gọi là gác kiếm được. Thế là sau câu tuyên bố láo sự ấy, cả ngày gã bị kiếm chuyện. Trước kia là gã say rượu, quậy một chút chẳng ai thèm chấp. Nay tuyên bố gác kiếm, chẳng khác nào tự cho mình là thuộc vào hạng chiếu trên, nên gã thường xuyên phải chịu những trận đòn vô cớ. Nhưng gác kiếm có thực sự hoàn lương? Năm sau, một tay anh chị có tiếng xuất thân ở quận 4. Trước kia gã giữ xe cho quán bia ôm Hoàng Yến sát nhà hàng Cam của ông chủ Nam Cam. Nhờ gây được tình cảm với ông chủ nên ông chủ mở lời giới thiệu nâng đỡ gã. Từ khi được về làm giang hồ sai vặt cho đại ca Lai Em khét tiếng khu Cầu Muối, đời Năm Giao chuyển sang một bước mới. Vốn ca vọng cổ khá mùi, Năm Giao cũng lao vào sân khấu. Nhưng thay vì say mê bài Bắc bản Nam, Năm Giao chỉ lấy mối quan hệ để cho vay nặng lãi trong giới nghệ sĩ cải lương là chính. Sau này, khi đòi nợ không được, Năm Giao bắt cóc, đánh đập con nợ đòi tiền, khiến công an phải vào cuộc. Hắn phải vô sự khám và bị giới phương tiện truyền thông bóc mẽ. Sau khi được tha về, Năm Giao tuyên bố rửa tay gác kiếm. Nhưng gã liên kết với Nam Linh mở sòng bạc ở khu Cầu Bông, rồi tham gia dịch vụ đòi nợ, cho vay các kiểu. Bây giờ, hắn làm chủ một nhà hàng lớn, nhưng nhìn qua thực khách và cánh giữ xe, mặt mũi cô hồn, mình mẩy vằn vện xăm trổ, thì gác kiếm e là chuyện nói chơi. Với giang hồ, gác kiếm nghĩa là thôi nổi cộm, không hề chứa đựng thực sự ý nghĩa hoàn lương như người đời mong muốn. Những tay anh chị về chiều không còn sức cạnh tranh với cánh trẻ, thường tận dụng chút hiểu biết về thế giới ngầm, tiếp tục phạm pháp nhưng với vai trò trung gian như đi lấy nợ giúp, mua bán đổ gian, thậm chí buôn bán xỉ ke nhỏ lẻ. Nhưng họ vẫn cứ tự cho là đã tu, đã gác kiếm. Những đại ca gác kiếm nhưng chưa hề hoàn lương. Gặp Nguyễn Anh Minh, tức Cù Nhất, một sát thủ gấu nhất tập đoàn Nam Cam, Kim Anh, gã cười hành hạch cho biết, em tu rồi, giờ gác kiếm chưa lớn tuổi rồi, hổng muốn va chạm. Nhưng cái gọi là gác kiếm của Cù Nhất cũng chẳng vừa. Gã sang Campuchia, hùn chút vốn với tí máu liều, hắn mở trường đá gà ngay biên giới Mộc Bài, Tây Ninh. Nếu đơn thuần là mở trường gà thì chẳng mấy chốc Cù Nhất sẽ quay về Việt Nam, bèo lắm cũng ngự trên chiếc Camry. Thế nhưng Cù Nhất chẳng thể thắng nổi tật đam mê đỏ đen của mình, nên sau 2 năm cẩy sâu cuốc bẫm xứ người, tài sản gã mang về Việt Nam là món nợ lên đến 300.000 USD. Bọn sát thủ gốc Campuchia săn lùng Cù Nhất khắp nơi. Nhưng về đến Sài Gòn là nơi đàn em còn ngưỡng vọng anh Cù Nhất lúc nhúc, nên chẳng tên nào dám sờ đến con nợ số má dữ dằn như gã. Một nhân vật khác khét tiếng giang hồ tên là Lượm Lùn. Ảnh lượm các kiếm rồi, những tên giang hồ kin kin cho biết về huyền thoại trại giam Đồng Tháp như vậy. Nhưng thực tế, Lượm chỉ thôi việc hình thành băng nhóm, hoạt động có tổ chức. Còn việc ai đó ăn nói xốc hông, gã cũng sẵn sàng rút dao lê, ra tặng luôn vài nhát. Thời gian trốn tránh truy nã, Lượm phải lưu lạc về Gò Công, làm tên bảo vệ chợ, rồi làm thợ phu, nắm được ở chùa trên Thủ Đức. Nhưng khi có cơ hội, gã cũng tiếp tục đâm chém, sượt dọc, bảo kê như thường lệ. Trái lại, trường hợp của Thành Ringo, con cọp dữ của giang hồ súng ống thời trước năm 1975 lại là một tấm gương hoàn lương đích thực dù chưa tuyên bố gác kiếm bao giờ. Thuở trước, một mình một khẩu súng lục kiểu Ruleo,
Thành với trung úy cảnh sát chẳng ngán tên lính dù hoặc biệt kích, người nhái nào. Thỉnh thoảng say rượu, Thành về đập phá nhà cửa cho hả hơi men. Mẹ của Thành, bà quán làm ớt bột, hết sức khổ tâm vì con trai. Đùng một cái, sau ngày giải phóng, Thành đi học tập trở về, bỏ hẳn rượu. Anh quay về xóm cũ, xăm cái bơm tay và thau nước. Xa lề đường Nguyễn Minh Khai, Thành ông sửa xe đạp, im lìm khắc khổ. Hàng ngày anh về nhà nấu cơm, chăm sóc mẹ và gần như không nói chuyện với ai, chỉ cười. Cánh giang hồ mới nổi, có biết Thành là ai đâu, bèn trêu ghẹo cho vui. Chưa bao giờ Thành phản ứng mà chỉ lặng lặng né tránh. Một hôm, cánh tiểu yêu giang hồ đang quậy chỗ Thành Ringo, chợt có một tay đi Honda đến chộp cổ, nện vài tên. Cả bọn lệnh như tế sau khi nhận ra đó là Hùng Ký, con cọp giữ vùng quận 1. Dám liệng lửu đạn cho một vụ thanh toán vùng chợ thuốc lá Tân Định. Hùng Ký lôi cổ từng tên tới bắt lệ Thành xin tha. Thành nói nhỏ với Hùng Ký, chú bỏ qua cho mấy đứa đi, anh bây giờ gác kiếm rồi, chú cho anh cơ hội. Khi Hùng Ký bỏ qua, Thành dặn nhà đưa mẹ đi đâu mất. Có lẽ gác kiếm tuyên bố như Thành mới chạm gần tới ý nghĩa hoàn lương nhất. Giang hồ núp lùm. Một kiểu khác mà người đời hay bị nhầm lẫn khi thấy một tên giang hồ đột nhiên tử tế. Họ cho rằng gã đã hoàn lương. Giang hồ Sài Gòn có cụm từ chỉ danh kiểu làm này của chúng là núp lùm. Một số giang hồ cộng cán khi vừa gây án, nếu như chưa bị truy nã gắt gao, đều xài biện pháp núp lùm này. Trước tiên, họ làm vài việc trợ nghĩa, hỗ trợ anh cảnh sát khu vực hoàn thành nhiệm vụ trật tự trị an. Sau đó, họ tìm một công việc nào đó để che mắt mọi người. Khi cả giang hồ lẫn người dân lương thiện cho rằng đối tượng cộng cán này đã hoàn lương thực sự, họ mới bắt đầu hoạt động một cách hết sức kín kẽ trở lại. Dung bèn, kẻ bắn chết chủ doanh nghiệp Loan Thảo ở Bình Dương, chính là kiểu núp lùm này. Khi đã trở thành chủ một tầng lầu của 36B Phạm Ngọc Thạch, rồi chủ doanh nghiệp khai thác vàng, hùn vốn vào nhà hàng, Dung mới bắt đầu phát triển mạng lưới cho vay và lấy nợ. Thời gian ấy, giang hồ vẫn sợ Dũng một phép vì tuyên bố gác kiếm, nhưng bạn bè vây quanh toàn là những gương mặt tầm cỡ nhất nhì Sài Gòn như Nam Linh, Thái Sa Lem và Thu Vợ Bé Nam Cam. Thay lời kết. Trở lại với vụ án giết người của Sáu Nghĩa, rõ ràng là lối đi của những người lầm lỡ, hỏa lương không hẹp. Nhưng vấn đề đặt ra không phải là tuyên bố rời khỏi giang hồ hoặc chấm dứt hành vi phạm pháp. Ngay từ trong suy nghĩ, nếu có ý thức mình đã từng là giang hồ cộng cán, nay không muốn đụng chạm với ai thì xin đừng ai đụng chạm tới mình, e là chưa ổn. Hình ảnh một ông già bơm xe đầu đường của ba gà mổ đã từng cùng đại ca Thay trốn tù Phú Quốc năm nào, nay im lìm như chiếc bóng. Có lẽ đó mới chính là minh chứng thực lòng nhất cho quyết tâm hoàn lương. Ngay cả quan điểm sử dụng những giang hồ hoàn lương vào mặt trận phòng chống tội phạm cũng có điều cần cân nhắc. Vì vai trò tích cực mới, chưa hẳn đã có lợi cho một ai đó muốn ngừng bước chân lầm lỡ. Đôi khi quan niệm dĩ độc trị độc chứa sẵn một nguy cơ tiềm ẩn mà kẻ gánh chịu chính là người được sử dụng một cách vượt quá khả năng. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, trùm xã hội đen, mafia, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.